Ok, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhá. Tiếp tục vẫn là chuyên mục về súng ống cho anh em lựa chọn và tham khảo về đi săn. Thì mấy ngày vừa qua thì công việc có chút bận. Chút công việc thì không ra được video. Thì có rất nhiều anh em nhắn tin hỏi điện, gọi điện đến là bên anh còn cung cấp những mặt hàng sản phẩm súng hơi không. Thì xin thưa anh em là kênh còn hoạt động, số điện thoại vẫn còn đây thì vẫn bán hàng cho anh em và các bác có nhé. Đây anh em nào có nhu cầu muốn chơi, muốn mua súng thì cứ liên hệ cho bên shop qua số điện thoại đây. Đấy. Anh em cần link phụ kiện gì hay là muốn lắp ráp nguyên cây thì anh em cứ gọi điện trực tiếp các bạn ra Zalo qua số này. Thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và sản phẩm để anh em có thể đặt hàng không nhé. Đấy, số điện thoại liên lạc chính của em đây. Đấy, Zalo anh em bấm kết bạn thì bên em sẽ trả lời cho anh em. Đấy, súng thì từ rẻ tới đắt đều có. Đấy, nhận xe, nhận ship, anh em nhận qua đời hình thức nào thì bên em sẽ gửi qua hình thức đấy. Gửi xe thì sẽ là gửi nguyên cây, nghĩa là gửi nguyên một cây như này cho anh em lắp, hỗ trợ là lắp ráp test chuẩn tâm đấy, dê rô cho anh em cự ly 5, 6, 70, 80, em muốn test ở cự ly bao nhiêu thì bên em sẽ lên đơn và test cho anh em ở cự ly như vậy. Có video test hàng trả qua Zalo các nhá. Nên là anh em mua bán thì cứ kết bạn Zalo để bên em có thể test video trả hàng cho em qua Zalo để anh em có thể là xem cái cây của mình có chuẩn không, ok không, để về anh em chơi không nhé. Đấy, còn về thức gửi ship ấy, thì xin thưa nói thật với anh em là gửi ship bây giờ rất chưa khó, nên là có một số tỉnh thành thì không gửi được đấy, còn một số tỉnh thành gửi được, còn chỗ nào gửi được hay không gửi được thì em cứ alo cho em, chỗ nào gửi được thì em sẽ gửi, còn không gửi được thì anh em cũng phải thông cảm không nhé. Đấy, và khẩu cái bích ngày hôm nay thì cây này thì sẽ trả hàng anh khách người Long An, và ngày hôm nay sẽ không đánh mã, và giá của nó sẽ là 9 triệu đồng thôi nhá. 9 triệu đồng. Đấy, anh em mua bán thì chụp ảnh lại hoặc các bạn Zalo hỏi liên là cây này nó bao tiền, hoặc là cây này phải 9 triệu không thì bên em sẽ báo giá chi tiết cho anh em. 9 triệu full một combo như thế này, giá cực kỳ rẻ luôn, em nói thật với anh em như vậy. Chỉ cần cách đây vài hôm thôi anh em mua thì với cấu hình như thế này, full combo như thế này là 10 triệu đồng. Nhưng mà giá của ngày hôm nay là 9 triệu đồng, chưa gồm phí cước. Anh em miền Bắc thì hỗ trợ từ 3 đến 400 ngàn. Và anh em ở miền Nam thì hỗ trợ từ 5 đến 700 ngàn không nhá. Đấy, tiền cước xe phí vận chuyển nó hơi cao, nên anh em chịu khó là hỗ trợ một chút. Đấy, ví dụ như anh em miền Nam thì tổng là 9 triệu rưỡi hoặc 9 triệu 7 tùy theo khu vực. Của anh em miền Bắc là 9 triệu 3 hoặc 9 triệu 4 tùy theo khu vực. Đấy, là sẽ được full combo như thế này. Là bao gồm là một khẩu FX đây. Thì khẩu FX này thì hiện tại nó lắp cấu hình ở đây, đó là một bộ combo quy ba lỗ này, quy thì sẽ quy tactical phiên bản Sài Gòn bán gốc rút chữ A này, van cờ đi kết bản chuẩn công ty này, khoang áp độ này, đấy đi theo cả băng đạn đầy đủ nhá. Quy thì sẽ kèm theo băng đạn 11 viên như này cho anh em. Đấy, FX thì bao giờ phải chơi băng đạn, quy tactical phiên bản cải tiến mới nhất 2004, bồn hơi thì xả liền khối cho anh em. Bình thì sẽ bình carbon, bình padac, bình đẹp 0.5, bình dài giảm âm vi sen phi 48 cực kỳ lên. Em nào không thích to thì mình có thể lắp giảm gan tích hoặc là giảm Peter. Đấy, hàng Sài Gòn là được. Cành là cành XM8 zin loại 1 chuẩn chỉ 8 phương tuyến, có thể chơi hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung. Kẹo thì bên shop sẽ tặng cho anh em đó là một hộp, thì anh em có thể lấy lấm trì hoặc lấy sờ lung, tùy thích lấy kẹo nào thì bên shop sẽ tặng kẹo đấy cho anh em. Anh em chơi cự ly xa ngoài 100m thì em lên chơi kẹo lấm trì, kẹo sờ lung. Còn anh em chơi cự ly dưới 100m quay đầu thì anh em cứ chơi kẹo lấm chì cho bên shop là ok không nhé. Đấy, anh em cứ chơi cự ly xa thì mình có thể là chơi kẹo slum thì đường đạn sẽ chuẩn hơn. Cái này là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng cho anh em nhé, bao bảo hành lỗi 1 đổi 1. Kính thì sẽ kính ngắm beta TMD tâm số, hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm, tâm hại số tâm có kính, có dấu chấm ở giữa cho anh em chơi. Tất cả full phụ kiện ở trên cây củi này thì em bảo là hành cho anh em đều đủ loại 1 chuẩn luôn. Nếu có vấn đề là anh em nhận ra hàng nhái, hàng không chuẩn, gửi về bên shop đổi cái khác và luôn như vậy, kể cả từ cái kính nhé. Em nói thật với anh em này, kính từ trước đến giờ em chỉ làm duy nhất hàng kính BAT mà đây loại 1 này. Em nhìn cái kính nó khôn rồi, đúng không? Chứ không làm hàng nhái nhìn trông dại lắm các nhá. Đấy, và cái tâm kính của nó anh em chơi 1 2 hôm nó nhảy tâm thì không thể chơi được đâu. Đấy, tặng kèm cho anh em đó là một chiếc bơm đồng hồ to to này, và một cân đạn trì này. Giá cực kỳ phải chăng và ưu đãi. Anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại kia để mua bán nhé. Bên em sẽ lên đơn và lắp ráp, gửi xe cho anh em. Đấy, anh em về chỉ việc bóc quà đi săn thôi. Luôn luôn là sẽ bơm sẵn đầy bình hơi cho anh em, và anh em chỉ việc là lên búa này.
thấy chưa, giảm thanh thì cực kỳ êm đấy, ok chưa anh em, thấy chưa, chuẩn chỉ chưa đấy. Anh em nào muốn chơi thì liên hệ qua số điện thoại kia để đặt hàng nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào, hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo nhé.